Chào Nga, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì ở những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em rất nhiều về cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, Kakao, Viber hoặc là Messenger trên Facebook. Đấy, thì ở clip này tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì trước khi test, tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì sau đây tôi sẽ test phần mềm cho anh em thấy cái hiệu quả của phần mềm này như nào anh em nhé. Đầu tiên đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Vào Zalo tôi sẽ nhắn một cái số nội dung tin nhắn là lô này. Lô 55 đi anh em nhé. 66 77 nhân 1 triệu. Anh em này 556677 nhân 1 triệu anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy của chủ lô. Đấy, anh em nhé, gửi sang máy chủ lô. Cái máy chủ lô đã nhận được tin nhắn anh em nhé. Anh em này, thì thông thường bất cứ một tin nhắn nào thì chủ lô họ sẽ copy đấy, copy lại và gửi lại cho mình đấy là ok, họ đã ok đồng ý với cái lô 556677 nhân 1 triệu này anh em nhé. Đấy. Đấy, họ sẽ gửi sang cho mình này anh em này. Thì bên máy của mình sẽ nhận được cái nội dung tin nhắn đến là 556677 nhân 1 triệu. Đấy, họ đã ok vào lúc 14:58 anh em nhé. Mình sẽ ghi tiếp cái nội dung là đề. Đấy, ví dụ như anh em đánh đề là 34 35 36 đi anh em nhé. 36 nhân cho là 20 triệu đi. Đấy, 20 triệu. Đấy, ví dụ thế anh em đánh bao nhiêu là tùy ở anh em. 20 triệu anh em nhá. Đấy thì tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy. Đấy, gửi sang máy chủ lô anh em nhá. Đấy, vào lúc 14:58 anh em này. Tôi cho anh em xem lại mốc thời gian là mốc giờ này. Quan trọng là mốc giờ 14:58 và gửi sang cho họ đề 343536 cũng là 14:58 anh em nhé. Đấy. Thì tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đây anh em này, đề 343536 20 triệu. Đấy. Vào lúc là 14:58 anh em nhé. Thì thông thường chủ lô họ cũng copy lại này. Và ok lại cho mình. Đấy, tức là đồng ý với cái nội dung anh em nhé. Đấy, anh em này, đấy, máy đang sắp sửa nhận tin nhắn này. Đấy, ok, bây giờ tôi sẽ cho anh em xem hai cái nội dung tin nhắn trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Anh em này, anh em nhớ cái mốc thời gian 14:58 anh em nhé. Đấy, 14:58 này copy lại cho mình là 10 lúc 14:59 này anh em này. Đấy, thì anh em xem cái khúc này khi tôi chỉnh sửa sau đấy, thì anh em quên là anh em sẽ tua lại sau anh em nhé. Tôi sẽ để đây một vài phút tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em đấy, đảm bảo cho anh em thời gian khi mình chỉnh sửa đấy, và sau khi chỉnh sửa thời gian nó vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu anh em nhé. Bây giờ là 4:03 thì tôi sẽ để là 5:30, nó qua 1:30 để cho đồng hồ nhảy anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp 0916514 từ Q4 để anh em được tư vấn hỗ trợ anh em nhé. Với anh em ở bên nước ngoài đấy, thì anh em có thể là kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ test cho anh em và sẽ cài đặt cho anh em đấy. Ở khu vực trong nước, anh em nào gần bến xe miền Đông
hoặc khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm và cài đặt trực tiếp phần mềm. Khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở, anh em trực tiếp cài phần mềm và test phần mềm anh em nhé. Thì anh em xem clip, anh em đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like, để những clip sau chúng tôi có những công nghệ mới thì anh em sẽ là người biết trước về công nghệ mới của chúng tôi anh em nhé. Thì cái phần mềm này thì cực kỳ là hiệu quả và an toàn với anh em nào tạo được sân chơi hoặc là chủ lô họ tin tưởng. Đấy, mình có sân chơi là mình sử dụng công nghệ cao, phần mềm thì mình sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Bây giờ là 5 phút 23, tôi sẽ để là 5 phút 30 hoặc là hơn một chút. Đấy, thời gian đã trôi rồi anh em nhé. Tôi chỉnh rửa để cho anh em thấy là khi gửi và sau khi chỉnh rửa thì vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian khi bắt đầu gửi anh em nhé. Đấy, bây giờ đến 41-42 rồi. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa anh em nhé. Thì vì cái bảo mật của anh em đấy, thì tôi sẽ giấu cái phần mềm đi. Anh em có nhu cầu xem phần mềm, anh em kết bạn vào Zalo số này thì chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm và test trực tiếp cho anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Anh em chú ý bên máy chủ lô anh em nhé. Đấy, chú ý, anh em chú ý bên máy chủ lô sẽ không sáng đèn anh em nhé. Anh em chú ý bên máy chủ lô anh em nhé. Bắt đầu tôi gửi này. Ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Quan trọng bây giờ là tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy cái sự thay đổi và cái sự hiệu quả của phần mềm này như nào và có giữ nguyên được cái mốc thời gian khi bắt đầu gửi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ mở Zalo ra này. Đấy. Đấy, tôi sẽ mở Zalo ra này. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem này. Đấy, đã chuyển thành lô 12, 13, 14 anh em nhé. Đề 15, 16 đấy, 17 15, 17 đấy, mốc thời gian anh em này là 14:59 anh em nhé. Đấy, 14:58 này, 57 này, ok lại là 14:58 này. Đấy, con số được thay đổi này. Đấy. Thế anh em nào mà còn quên cái khúc đầu thì anh em tua lại khúc đầu, anh em xem là lúc bắt đầu gửi cho họ. Đấy, sau khi chỉnh sửa thì anh em so sánh hai tin nhắn anh em nhé, xem là nó có thay đổi đúng giờ không anh em này. Đấy, vào lúc 17 ngày 17/03/2020 này. Đấy, anh em cứ tua lại khúc đầu lúc khúc chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, Zalo này, Vân Trường này, người ấy này. Đấy. Thì cái phần mềm này là phần mềm cao cấp nhất của trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi. Đấy, anh em nào có nhu cầu anh em gọi trực tiếp 0916514 4. Với anh em ở miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm. Với anh em ở khu vực miền Bắc, anh em qua trực tiếp bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm. Với anh em bên nước ngoài, chúng tôi sẽ có những đội ngũ nhân viên cao cấp xâm nhập máy của anh em, cài đặt cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.